Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, tính đến cuối tháng 5 năm 2022, thị trường ghi nhận 5.653.695 tài khoản giao dịch trong nước. Chỉ sau một tháng, số lượng tài khoản giao dịch mở mới đã lập kỷ lục 476.455 đơn vị, gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân mở mới 476.322 tài khoản, nâng số lượng tài khoản giao dịch của nhóm này lên 5.163.570 đơn vị. Nhà đầu tư tổ chức mở mới 123 tài khoản, nâng tổng số 13.793 đơn vị. Trong 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân đã mở mới gần 1,38 triệu tài khoản, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Con số này gần bằng lượng mở mới cả năm 2021, với 1,53 triệu tài khoản. Một nhà đầu tư cá nhân có thể đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty cung ứng dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, nếu coi mỗi tài khoản ứng với một cá nhân, tổng số lượng tài khoản hiện nay chiếm khoảng 5,7% dân số. Như vậy, mục tiêu 5% dân số đầu tư vào chứng khoán đến năm 2025 của chính phủ đã được hoàn thành sớm 3 năm. Mốc tiếp theo của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 là 8%.